Khó nhiều đội hết. Mời căn đây của chiến hà và chiến hà máy, chiến hà sát cho chiến hà máy, chiến hà máy, chiến hà máy. Về tổ quốc xã hội chủ nghĩa, về lý tưởng các hồ vĩ đại sẵn sàng. Chính xác, 5 điểm đầu tiên dành cho chiến hà máy. Câu hỏi tiếp theo, em hãy nêu ý nghĩa của khách mạng. Tiếp theo, mời chiến hà máy. Tượng trưng cho người đội viên. Câu trả lời chưa đầy đủ dành cho đội tiếp theo. Mời Tiến Hà. Dạ thưa thầy, là khi quần đỏ tượng trưng cho siêu quần áo của người chiến sĩ đang ngã xuống vì đồng nghiệp vật. Chính xác, một càng đây dành cho Tiến Hà. Và điểm cộng Tiến Hà 5, điểm trừ Tiến Hà 3. Câu hỏi tiếp theo, em hãy hát lời một bài tiếng quân ca. Hết. Hát lời một bài tiếng quân ca. Bài tiếng quân ca là bài gì nhỉ? Tiếng một. Hát. Đội quân Việt Nam đây trong lòng cứu quốc. Bước chân rồn vang trên đường dọc xa, cởi mau chiến thanh mang hồn nước, sông ngoài xa chiến quốc quân ca, đường vinh quang xanh xa quân hồn. Chính xác, một trăm lên thành dành cho chúng là một. Chiếm một được cộng 5 điểm. Câu hỏi tiếp theo, em hãy nêu tác giả của bài Cùng nhau ta đi lên. Hết. Em hãy nêu ngày tháng năm
Bác Hồ đi tìm đường cứu nước hết. Chính là một. Tôi lại là ngày nay tháng 6 năm 1911. Chính xác, 5 điểm cầm theo chính là một. Câu hỏi tiếp theo. Em hãy nêu rõ địa danh nơi bác ra đây tìm đường cứu nước thích. Chính là ba. Chính xác, 5 điểm cộng thêm là chính là ba. Câu hỏi tiếp theo. Em hãy nêu ngày tháng năm bác trở về nước sau 30 năm bôn ba hải ngoại. Không, ngày tháng năm bác trở về nước sau 30 năm bôn ba hải ngoại. Có ba hả? Có không? 3, 2, 1, không có, bỏ qua. Bác trở về nước ngày 28 tháng 1 năm 1941. Tiếp theo. Em hãy cho biết bác và cha của bác chia tay lần cuối tại đâu? Câu hỏi này liên quan tới tỉnh Bình Định chúng ta. Bác và cha của bác chia tay lần cuối tại đâu? Ở tỉnh Bình Định chúng ta có một nơi di tích. Di tích ngày xưa cha Bác Hồ vào làm quan ở một huyện đó. Và khi 3, 2, 1, không có, bỏ qua thầy giải thích. Lần cuối bác và cha bác cụ Nguyễn Sinh Sắc chia tay tại huyện, tại xã Tây Giang, huyện Tây Sơn năm 1909. Cha Bác Hồ từ Huế vào làm quan và Bác Hồ từ Huế vào thăm cha, và cha con gặp nhau ở đây và bác tiếp tục đi vào Nam đi tìm đường cứu nước. Các em nhớ rằng những cái sự kiện rất quan trọng mà liên quan đến tỉnh Bình Định chúng ta. Câu hỏi dễ. Em hãy nêu đầy đủ họ tên cha mẹ Bác Hồ hết. Chính là cháu có giờ đây dừng lại rồi. Đầy đủ họ tên cha mẹ Bác Hồ. Rồi, chính là một. Cha Bác Hồ tên là Nguyễn Sinh Sắc. Chính xác. Nghĩa tên là Nguyễn Thị Long. Nguyễn Thị Long, chưa chính xác. Một, dành được bàn tay khác. Nhìn thấy năm đề khác. Chí Nga nè. Cha Bác Hồ là Nguyễn Sinh Sắc. Còn nghĩa là Hồng Kỳ Lo. Nói rõ rõ, mẹ Bác Hồ tên gì? Hồng Kỳ Lo. Chính xác, 5 điểm dành cho Chí Nga A Năm. Câu hỏi tiếp theo. Em hãy nêu tên của ba anh hùng đồng viên. Ba anh hùng đồng viên, nêu bất kỳ ba anh hùng nào, em biết nêu tên ba anh hùng là đồng viên. Nêu bất kỳ. Rất là nhiều trong cuộc sống, trong lịch sử chúng ta rất nhiều những gương đồng viên quá. Mời chí các bạn. Nói to lên, to lên. Một. Hai. Chính xác. Một càng lên dành ra 5 điểm cho chí các bạn. Rất nhiều phải không? Đặng Thị Hiền Trâm, rồi là Bế Minh Đàn, rồi một Nguyễn Văn Trỗ, rất nhiều. Một câu hỏi có. Để mọi người yêu quý thấy bạn lịch sự, chu đáo, thân thiện và yêu quý bạn hơn, bạn cần biết điều gì trong cuộc sống? Bạn cần biết điều gì đã ghi rõ trong sổ tay đội viên, phần giáo dục đội viên?
những điều cần biết. Mời họ tiếng hai. Dạ thứ hai là mình không biết chào hỏi. Một. Dạ biết nói lời cảm ơn và xin lỗi. Hai. Dạ biết lễ phép với người lớn. Ba. Dạ biết lắng nghe. Chính xác. Năm điểm dành cho tiếng hai. Những điều ghi rất rõ trong sổ tay đội viên để được người yêu quý biết chào hỏi, biết xin lỗi cảm ơn, biết lắng nghe mọi người nói, biết xin phép. À, đây là một kỹ năng sống rất là quan trọng trong cuộc sống. Câu hỏi tiếp theo, em hãy nêu màu sắc biển báo cấm trong quy định giao thông đường bộ. Mời chiến A4. Màu đỏ và màu vàng. Màu sắc nêu hình màu sắc của biển báo cấm. Hình đầu tiên là hình. Hình tam giác. Chưa chính xác một cái tay khác mời chính là sao? Dạ thứ hai là hình tròn, nền trắng, viền màu đỏ. Chính xác. 5 điểm dành cho chính là sao? Vỗ tay chứ. Còn tiếp theo. Câu hỏi cuối cùng. Bị phạt bao nhiêu tiền khi không đội mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe máy hoặc là đội mũ không đúng quy định? Bị phạt bao nhiêu tiền? Mời chính A1. Thưa thầy là 2 triệu. Chưa chính xác, mời các thầy khác. Mời chính A2. Thầy làm phạt bị phạt từ 3 đến 5 triệu đồng. Chưa chính xác. Thôi, chỉ dành một cho người thứ hai là câu hỏi này. Phạt tiền cho người ngồi trên ô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ không đúng cách từ 200 đến 300 nghìn đồng. Đông nhiều vậy. Rồi, mời đại cường tổng kết điểm. Trả lời sai là cần có đâu. Trả lời sai từ 3 điểm. Và thầy đánh xuống những người